Ngày 13 tháng 3, tại cơ sở giáo dục bắt buộc cồn cát, cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bộ công an đóng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 đối tượng. Ngày 6 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng đã thụ lý hồ sơ đề nghị của trưởng công an thành phố Sóc Trăng. Theo hồ sơ, các học viên trên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng. Ngày 24 tháng 2, nhóm này cùng nhiều học viên khác đã có hành động la hét đập phá phòng, đánh cán bộ làm nhiệm vụ, kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Tại phiên họp, các học viên đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Thẩm phán chủ tọa phiên họp quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 học viên, thời gian từ 20 đến 24 tháng khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 2 và 8 giờ ngày 24 tháng 2, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm học viên ba phòng thuộc khu lớn cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã nghi ngờ người phòng khác báo cáo cán bộ quản lý là họ dùng ma túy. Nhóm trên đã đánh đập gây thương tích cho 4 học viên. Công an thành phố Sóc Trăng sau đó làm việc với 45 học viên liên quan. Đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, một số người đã thoát ra cổng chính và lỗ thủng trên tường. Trong quá trình ngăn chặn học viên trốn trại, 4 cảnh sát đã bị thương. Sau khi ra ngoài các học viên lang thang khắp các đường phố, hầu hết đi bộ, một số người vào nhà dân xin nước uống, thức ăn, thuốc hút. Ngày 29 tháng 2, công an thành phố Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc 191 học viên đập phá, trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng. Đến 15 giờ cùng ngày đã đưa trở lại trại cai nghiện ma túy 160 trên 191 học viên Liên quan đến vụ gần 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng phá cửa trốn ra ngoài vào tối ngày 24 tháng 2, ông Lâm Tấn Hòa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết hơn 100 người trong số 191 học viên trốn chạy đã được cơ quan chức năng đưa trở lại cơ sở. Đại diện ban tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng thông tin, trong quá trình sinh hoạt, một nhóm người tại cơ sở đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến ẩu đà, gây thương tích đối với 4 học viên. Bên cạnh đó, một số học viên quá khích lợi dụng tình hình tát nước theo mưa, manh động lôi kéo các các học viên khác gây hỗn loạn bỏ trốn khỏi cơ sở Đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết vụ bỏ trốn đồng loạt của 191 người nhen nhóm từ trưa ngày 24 tháng 2. Lúc này nhóm học viên khoảng 20 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sổ sát. Sau đó lực lượng công an mời nhóm người này lên làm việc nhưng họ không chấp hành vì lo sợ bị truy cứu, khiến thời gian ra cơ sở lâu hơn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng chục học viên đập phá cổng chính chạy ra ngoài, tản ra theo những con đường nhỏ ruộng lúa bỏ trốn. Những người khác lợi dụng bạo động cũng bỏ trốn theo. Các học viên đã chạy ùa ra cổng cơ sở cai nghiện khiến 20 bảo vệ và cán bộ không thể ngăn lại, một số người còn khống chế làm bị thương người của đơn vị dưới góc độ pháp lý tiến sĩ đặng văn cường cho biết theo quy định người nghiện ma túy được xác định là người bệnh người yếu thế trong xã hội cần có sự hỗ trợ của cộng đồng để họ thực hiện hoạt động cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc đối với những người thuộc trường hợp bắt buộc phải cai nghiện phải tuân thủ quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện biện pháp hành chính này nếu vi phạm tùy vào tính chất mức độ có thể bị xử lý kỷ luật bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự Ông Cường thông tin, từ năm 2009 đến nay, người sử dụng trái phép chất ma túy chỉ bị xử phạt hành chính và có thể bị bắt buộc cai nghiện, chứ không còn bị xử lý hình sự như các quy định của Bộ Luật Hình sự như trước. Tuy nhiên, người bị cai nghiện bắt buộc phải chấp hành các quy định trong thời gian cai nghiện tập trung nếu có những hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì thế trong vụ việc này cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ danh tính của những người đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện để động viên họ quay trở lại đồng thời xem xét trách nhiệm đối với một số cá nhân trong sự việc với những hành vi hành hung người thi hành công vụ đó là hành vi vi phạm pháp luật người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật nếu hành vi cấu thành hình sự thì xử lý hình sự nếu không người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính còn đối với một số người thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích đối với các học viên khác cũng tùy vào tính chất mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự về các tội danh cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng ngoài ra đối với học viên kích động lôi kéo người khác bỏ trốn sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo vị chuyên gia, thời gian qua không ít vụ việc người cai nghiện đập phá cơ sở cai nghiện và bỏ trốn với số đông gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, bởi vậy cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân của sự việc và tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở có 419 học viên, đa số là nam. Nhớ lại vụ việc, một người dân có nhà ở gần cơ sở cai nghiện cho hay, gần 19 giờ ngày 24 tháng 2, xung quanh họ nghe tiếng đập phá đồ đạc là hét rất lớn bên trong trại cai nghiện. Ngay sau đó, công an kêu gọi người dân đóng cửa ở trong nhà. Vài phút sau, hàng chục thanh niên trong trại bắt đầu đập ổ khóa, phá cổng, chạy túa ra đường. Cảnh sát cơ động được huy động đến hiện trường, giữ an ninh trật tự, xịt hơi cay nhưng không ngăn nổi đám đông các nhóm học viên cầm cây thanh sắt búa dao vừa đi vừa kêu gọi những người khác chạy đi anh em người này kể tiếng là hết chó sủa vàng động cả khu rừng quá sợ hãi nên không ai ở khu này dám ra khỏi nhà cũng theo người dân địa phương những người bỏ trốn không đi theo các đường lớn mà lội tắt qua cánh đồng bởi phía sau trại là ruộng lúa vườn cây của người dân cơ quan chức năng nhận định Nguyên nhân xảy ra việc số lượng học viên chạy trốn đồng loạt do một số học viên quá khích, lôi kéo những người khác bỏ trốn, gây ra sự hỗn loạn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của cơ sở đã xuống cấp, đang được cải tạo. Thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên tới hơn 400 người, số lượng cán bộ cơ sở còn mỏng, chưa đảm bảo cho công tác quản lý giáo dục. Trước tình hình trên, thường trực tình ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để xem xét, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và bàn phương án giải pháp sớm khắc phục hiệu quả. Cũng liên quan đến việc kích động đập phá và chống người thi hành công vụ xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy, trước đó ngày 24 tháng 11 năm 2023, Công an huyện Châu Thành Trà Vinh cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 học viên bỏ trốn. Các bị can gồm Hà Ngọc Thương 27 tuổi, ngụ xã Phương Thạch, huyện Càng Long, Trà Vinh, Huỳnh Huy Hoàng 22 tuổi, Lê Văn Đặng 31 tuổi, cùng ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh và Nguyễn Văn Hùng 40 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Theo kết quả điều tra khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2023, sau khi ăn cơm chiều, các học viên đang cai nghiện tại khu A thuộc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh tụ tập là hết, đập cửa và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, có 36 học viên trèo qua tường rào thoát ra ngoài. Những học viên còn lại tiếp tục là hét, đập phá cửa và có hành vi ném đá vật cứng vào cán bộ quản lý, đồng thời kích động xúi giục những học viên ở khu B hưởng ứng làm theo. Sau khi sự việc xảy ra, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh phối hợp với công an huyện Châu Thành và công an xã Đa Lộc truy bắt những học viên bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày đã bắt được 25 trên 36 học viên đưa về cơ sở cai nghiện thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Khi đưa các học viên về cơ sở cai nghiện, các học viên còn lại trong khu A tiếp tục kích động, gây mất an ninh trật tự, ném đá, vật cứng, đập phá cửa, hàng rào để thoát ra ngoài và cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ. Lúc này, có khoảng 31 học viên nữa thoát ra ngoài. Trong số này có Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hoàng Phúc, Lê Hồng Thẩm, Lê Hồng Phẩm, Hoàng Thương tiếp tục dùng gạch đá ném về phía công an và dùng bình xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra các học viên còn đập phá một phòng để 5 học viên khác trốn ra ngoài. Đến 21 giờ 50 phút ngày 30 tháng 8, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với công an xã Đa Lộc và công an huyện Châu Thành trấn áp nên các học viên rút về khu A và vào phòng ở. Quá trình làm việc các học viên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hoàng Phúc, Lê Hồng Phẩm và Trương Minh Thiện để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vụ 191 học viên cai nghiện trốn trại tập thể ở Sóc Trăng vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý. Liệu hình phạt nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!